Rồi bắt tay chặn hết chói khải. Trời ơi nó ngừ ra cô chú anh chị ơi. Trời ơi vô mộ thầy. Trời ơi nó ngừ ra. Ghê quá. Trời ơi trời. Nó vô mộ thầy biết có làm gì đây không nữa nè. Đó, bây giờ mình đi vô mộ thầy coi. Thầy có gì không hai cô chú anh chị? Thầy hù quá trời bự luôn. Hù cho khu chúa gì quá. Rồi cái dĩa. Này ơi. Nước cốt đồ đường đồ đổ tùm lum à. Phải đổ xuống đây hay gì ta? Đổ một lùm kiến không à? Ông nó bỏ không đi chị ơi, nó lụng lá, lụng rơi tùm lum rồi. Bây giờ là khi chú anh Ngọc lỡ chung anh Ngọc vô múc vô miếng nước đây. Nó đổ đồ tùm lum nước nước kiến nó không. Mai khăn giấy này chị cái đèn xuống đi. Có giấy bản này hả? Nào mình còn miếng nhang mũi này mình đốt luôn thôi. Nào mình đốt miếng thôi tại mình đâu ở đây. Rồi mũi nó bu à. Nhà chị nãy nhà hơn là hải xuống nhang nó mới không ướt nãy thôi hai phanh coi hết rồi không mua coi quên luôn mũi quá mũi và chị né né đi em tưới nước chỗ đó cái cho nó không mất kiến. Rồi nhiều quá nó bấy cày.
bỏ chú ăn đốt nhang xong á. Bỏ vô trong đi, bỏ vô đi. Thôi bỏ vô thùng đỏ nè. Để đốt nhang cái bỏ vô. Thôi thôi được rồi. Thôi bữa đó mua cái thùng bự bự xíu được quá. Tính là mua cái thùng gì là bỏ vô cái bàn là vừa luôn cô chú anh chị. Nó không có bị ấy á. Chứ là mua thùng bự cũng được. Nên bỏ vô bàn nó gọn cái bàn. Đốt nhang bự. Thầy buổi chiều. Thì lấy giùm em 6 cây. Chiều nhân lên cho thầy sáng nay Hải một cơm chay thầy với cậu Năm, tại ngày mai là 30 rồi cô chú anh chị nên là cúng chay. Hai ngày thầy thì ngày nào cũng chay hết ha cô chú anh chị, còn cậu thì 30 mùng 1 hoặc 14 rằm người Hải cũng chay, còn mấy ngày thường thì cũng mặn cho cậu. Còn thầy là đặc biệt là ngày nào cũng chay hết. Hãy lửa cái dĩa đó coi. Ủa,
giờ hạ cái dù xuống. Để tối mưa à. Mấy ngày nay tối ngày nào cũng mưa. Và Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Thì trước khi kết thúc video, Bùi Hải Vlog cũng chúc cho ông bà cô chú một buổi chiều thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý nha. Và một lần nữa Bùi Hải Vlog xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị.